ngồi đây một mình đấy, để anh xin mẹ đưa con đi chơi nhé. Chính Năng ơi, chính Năng ơi, sao bảo sao chơi bảo đưa con đi chơi nhá. Đưa con đi chơi á? Sao lại đưa con đi chơi? Bảo thích đưa con đi chơi à? Dạ. Thế đi chơi một tí rồi về đi cẩn thận nha. Dạ. Đi đi. Mẹ yêu nè, tí nữa mà về mà anh bảo đưa mà đi
nha. Vui chưa? Ừ. Cảm thấy vui chưa? Tí nữa mon về nha, không phải lo nhé. À, mẹ ôm lên. Làm đây với mẹ nè.